Gia Chu Nhi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang xem kênh HTV2. Tiếp người mà Chu Nhi thích đó là một mẫu đàn ông là ga lăng nè, thể thao và đặc biệt là hiểu công việc của Chu Nhi thật là nhiều. Dự định sắp tới của Nhi là đóng thật là nhiều bộ phim và đặc biệt là mình sẽ tìm những cái vai diễn mới lạ hơn và hài hước hơn, có thể khùng điên hơn hoặc có thể là điên thật ngoài đời. Vai Dung trong tiểu phẩm mà Chu Nhi đang quay Ai Là Cha thì cô gái có chồng và rất là hời hợt nhưng mà có pha chút nhí nhảnh trong đó, hồn nhiên vô tư. Gia Chu Nhi xin cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi kênh HTV2 và đặc biệt là mong tất cả các bạn hãy ủng hộ cho chương trình Vitamin Cười, đặc biệt là số Ai Là Cha của Chu Nhi nhé. Cảm ơn các bạn. Đón xem Vitamin Cười phiên bản 2015 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV2.